Xin chào mừng quý vị quay trở lại với Tipca. Trước mặt chúng ta ngày hôm nay đó chính là phiên bản cải tiến của chiếc xe đa dụng 7 chỗ cỡ nhỏ bán chạy nhất trên thị trường Việt Nam, Mitsubishi Xpander 2022, có tới khoảng 20 hạng mục cải tiến cả về thiết kế, trang bị tiện nghi và trang bị an toàn. Nhưng mà giá bán lại chỉ tăng rất nhẹ so với trước. Chi tiết về mức giá quý vị có thể nhìn thấy trên màn hình. Vậy thì cụ thể là chiếc xe này có những cái thay đổi gì và những thay đổi có thực sự đáng giá hay không? Mời quý vị cùng trải nghiệm với team Tipca chúng tôi. Các thông số quan trọng thay đổi trong lần ra mắt này đó chính là tổng chiều dài của xe. Xpander 2022 giờ đây có tổng chiều dài lên tới gần 4,6m, có nghĩa là tương đương với một số dòng xe trong phân khúc C, có thể nói là lớn nhất trong cái phân khúc này. Tiếp đó, la răng có kích thước là 17 inch, tăng 1 inch và thiết kế thể thao, không viền, trông hiện đại hơn. Và cũng xuất phát từ việc là tăng kích cỡ la răng thì độ cao gầm cũng tăng lên. Độ cao gầm giờ đây bây giờ là 225mm, có nghĩa là cũng cao nhất trong phân khúc này và cao tương đương với một số dòng xe bán tải hay là SUV truyền thống. Ngoài ra thì khả năng lội nước cũng tối ưu hơn ở mức là khoảng 400mm trên những cung đường địa hình hỗn hợp, đặc biệt là khi mà di chuyển vào đường xấu hoặc là trong điều kiện ngập nước ở nhiều thành phố lớn, thì việc tăng độ cao gầm cũng giúp chúng ta cảm thấy là an toàn hơn và thoải mái hơn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá những cái thay đổi đáng giá nhất, ấn tượng nhất về mặt ngoại thất. Đầu tiên chúng ta sẽ thấy là phần cản trước nhô ra hơn, thiết kế hầm hố hơn và góc cạnh hơn. Và chính thiết kế này làm cho phần đầu xe trông vuông vức khỏe khoắn hơn trước. Tiếp đó ở phần trên chúng ta sẽ thấy là hệ thống đèn chiếu sáng hình chữ T. Và đèn chiếu sáng bây giờ là sử dụng toàn bộ công nghệ LED với bóng chiếu projector. Như vậy là vừa tăng khả năng chiếu sáng và vừa tập trung hơn. Tiếp đó ở bên trên thì đèn chiếu sáng ban ngày vẫn được thiết kế theo phong cách cũ, nhưng mà cũng đã được tinh chỉnh. Ở phần giữa đầu xe đó chính là toàn bộ mặt ca lăng đã được thay đổi, bây giờ là mặt ca lăng là màu đen. Tiếp đó một chi tiết không thể thiếu đó chính là những cái thanh mạ chrome tạo nên ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield, bây giờ được thiết kế to bản hơn, góc cạnh hơn và làm cho phần đầu xe trông khỏe hơn. Phần đuôi xe cũng được thay đổi rất mạnh tay. Đầu tiên chúng ta phải kể đến đó chính là cụm đèn hậu, cũng có thiết kế theo phong cách hình chữ T. Khi mà nhìn cả tổng thể từ phía trước đến phía sau, chúng ta sẽ cảm thấy là hài hòa hơn và ăn nhập hơn. Chi tiết quan trọng hơn rất nhiều được thay đổi lần này đó chính là phần cản sau. Và đặc biệt là hai tấm phản quang ở bên dưới được thiết kế rộng ra, khiến cho phần đuôi xe trông vuông vức hơn, tạo cảm giác như là thân xe trông rộng hơn. Và đây, khi mà quan sát đuôi xe từ góc này, chúng ta sẽ thấy là nếu như trên phiên bản trước, cái phần đuôi xe này nó khá là phẳng, trông nó giống một chiếc xe van nhiều hơn. Nhưng mà trên phiên bản này, chúng ta sẽ thấy là đuôi xe nó nổi khối hơn. Bên dưới capo vẫn là một động cơ xăng Mivec 1.5 lít nạp khí tự nhiên. Tất cả các thông số về công suất hay là sức kéo thì vẫn tương tự như là phiên bản trước đó. Nhưng mà giờ đây thì động cơ này đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5. Và đi cùng với động cơ này vẫn là hộp số tự động 4 cấp và dẫn động cầu trước. Về thiết kế của khoang máy thì Xpander phiên bản mới này có những cái nắp ốp trông gọn gàng và đẹp mắt hơn so với một số đối thủ trong phân khúc. Một trong những thay đổi mà mang tính đột phá của Xpander 2022 đó chính là phần hệ thống treo phía sau. Kích thước của giảm xóc bây giờ lớn hơn rất nhiều so với trước đó. Và van điều khiển lưu lượng dầu cũng đã được thay đổi. Và lò xo giảm xóc cũng đã được tinh chỉnh, tăng độ cứng so với bản trước đó. Và hứa hẹn là hệ thống giảm xóc này sẽ có cái tính năng vận hành ổn định và chắc chắn hơn trước rất nhiều. Cụ thể ra sao chúng ta sẽ cùng trải nghiệm trong phần tính năng vận hành. Về mặt trang bị an toàn thì Xpander 2022 cũng đã được bổ sung và nâng cấp. Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải là chiếc xe mà có danh sách trang bị an toàn dồi dào nhất trong phân khúc này. Các trang bị an toàn tiêu biểu phải kể đến ví dụ như là hệ thống cân bằng điện tử, hệ thống kiểm soát lực kéo, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, giữ phanh tự động và một số trang bị an toàn tiêu biểu khác. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những cái thay đổi và nét mới ở bên trong nội thất xe. Thiết kế nội thất đã thay đổi hoàn toàn. Tablo được thiết kế theo phương ngang, tạo cảm giác là rộng rãi hơn, thoáng đãng hơn. Tiếp đó là nội thất được bọc da toàn bộ, hai tông màu. Và trên này cũng là da với các đường chỉ may thật, chứ không phải là giả như một số dòng xe khác. Vô lăng cũng có thiết kế hoàn toàn mới. Và trên vô lăng có cả hệ thống kiểm soát tốc độ tự động Cruise Control. Bên cạnh đó là một số những cái nút bấm điều khiển khác, ví dụ như là âm lượng, đàm thoại rảnh tay hay là menu. Màn hình giải trí bây giờ có kích thước là 9 inch, độ sắc nét tốt và độ sáng cũng rất tốt. Chỉ tiếc rằng trong khi một số đối thủ có camera 360 độ thì Xpander phiên bản này vẫn không có. Và dĩ nhiên những chức năng không thể thiếu trên màn hình này đó chính là kết nối Apple CarPlay hay là Android Auto. Và đặc biệt là có chức năng kết nối MM Link.
giúp đồng bộ hóa dữ liệu và hình ảnh trên điện thoại lên màn hình. Tiếp đó ở bên dưới là hệ thống điều hòa tự động, màn hình kỹ thuật số. Và đây có một nút bấm mới, đó chính là Max Cool. Tức là khi mà chúng ta muốn làm lạnh nhanh nhất có thể, thì chúng ta chỉ việc một thao tác duy nhất, đó chính là bấm nút. Tiếp đó ở vị trí này chúng ta sẽ thấy là một cái nét mới, đó chính là phanh tay điện tử và hệ thống giữ phanh tự động. Và trên chiếc xe này thì phanh tay điện tử làm việc hoàn toàn tự động dựa trên tín hiệu từ chân ga và cần số. Tiếp đó là hệ thống giữ phanh tự động có thể làm việc cả trên địa hình bằng và địa hình dốc. Tiếp đó đây là một nét mới trên một chiếc xe ở phân khúc này mà chúng ta lại có một cái hộc đựng đồ tích hợp tì tay khổng lồ thế này. Bên dưới chúng ta có thể đựng được tới 4 chai nước hoặc là rất nhiều đồ lặt vặt. Và bên trên có thể đựng khăn giấy ở đây. Phải nói là vô cùng thuận tiện. Và thiết kế của hộc tì tay này cũng ở vị trí rất hợp lý, giúp chúng ta có một cái tư thế ngồi rất thoải mái. Bây giờ thì tôi đang ngồi ở hàng ghế thứ hai. Nét mới ở hàng ghế thứ hai thì gồm có hai cổng sạc USB, trong đó có một cổng sạc Type-C. Như vậy là trên chiếc xe này thì có tới 4 cổng sạc USB và hai cổng sạc 12V. Chúng ta có thể sạc được tất cả các loại thiết bị di động một cách linh hoạt hơn. Tiếp đó nét mới ở hàng ghế thứ hai đó chính là tì tay tích hợp đựng hai chai nước. Và một chi tiết nhỏ đó chính là núm xoay điều chỉnh tốc độ gió điều hòa ở hàng ghế sau. Bây giờ chuyển sang là núm bằng kim loại, trông đẹp hơn và cũng chắc chắn hơn. Vâng, và bây giờ thì chúng tôi sẽ trải nghiệm chiếc xe Mitsubishi Xpander phiên bản mới 2022. Ngày hôm nay thì ban tổ chức đặt ra một số những cái sa hình và bài đầu tiên đó chính là tăng tốc. Và bây giờ chúng ta thử bắt đầu. Vâng, mặc dù là hộp số tự động 4 cấp nhưng mà cảm giác là chuyển số khá là mượt. Và chúng tôi cảm thấy là hộp số tự động 4 cấp trên chiếc xe này với động cơ 1.5 là có thể phù hợp trong điều kiện sử dụng bình thường. Và bây giờ là đến phần trải nghiệm xem là hệ thống giảm xóc nó hoạt động như thế nào. Mặc dù là trong cái điều kiện trải nghiệm rất là ngắn ngủi nhưng mà tôi cảm nhận thấy rõ ràng là hệ thống treo ở phía sau, đặc biệt là ở phía sau, đã chắc chắn hơn trước, chắc chắn hơn rất nhiều luôn. Trên Xpander cũ thì tôi cảm nhận thấy là hệ thống treo nó hơi mềm, thì bây giờ chắc chắn hơn rồi. Phải nói là rất vừa ý, độ cân bằng thân xe tốt hơn hẳn so với phiên bản trước đó. Và bây giờ đến một cái khúc cua gấp, thì một cái điểm mà tôi cảm thấy chưa hài lòng lắm, chưa thỏa mãn lắm trên chiếc xe này, đó chính là số vòng quay vô lăng. Từ khóa trái sang khóa phải lên tới khoảng 3,3 vòng, cảm nhận đầu tiên là như vậy. Nhưng mà nó trả lái thế nào, bây giờ chúng ta sẽ thử. Vâng, trả lái trơn và có thể nói là rất là thoải mái trong quá trình điều khiển. Và bây giờ đó là đến cái phần cảm nhận góc tiếp cận, góc vượt đỉnh dốc và góc thoát. Có một thông số mà bị giảm đi so với trước, đó chính là góc tiếp cận. Mặc dù là giảm đi một độ nhưng mà Xpander vẫn là một chiếc xe mà có các góc tiếp cận, góc vượt đỉnh dốc và góc thoát rất tốt trong phân khúc này. Và với con dốc này thì chúng ta sẽ có một cái cảm giác khi mà chúng ta di chuyển trên đường, đi dã ngoại, leo lên những cái quả đồi chẳng hạn, chúng ta sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Và phía trước chúng ta đó là một cái địa hình có thể nói là nếu như bình thường thì chúng tôi sẽ được trải nghiệm trên các dòng xe bán tải hai cầu hoặc là các dòng xe SUV, nhưng hôm nay thì có lẽ là Mitsubishi chơi hơi lớn. Chúng tôi chưa bao giờ trải nghiệm một chiếc xe MPV một cầu động cơ 1.5 lại trên một cái địa hình nó lại cao chót vót thế này. Trên địa hình này thì chúng ta sẽ được trải nghiệm cái thứ nhất là về sức kéo, thứ hai là hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, và thứ ba khi mà sang bên kia dốc thì đó là hệ thống giữ phanh tự động. Dĩ nhiên với một con dốc này thì chúng ta cần phải có một chút đà. Chỉ cần có một chút đà, quý vị có thể thấy tôi đã lên con dốc cực kỳ cao, khoảng 26 độ, đúng không chuyên gia? Dạ, 26%. 26%, nhưng mà chỉ cần có một chút đà thôi, chúng ta có thể lên một cách dễ dàng, thoải mái. Và bây giờ, đó là hệ thống giữ phanh tự động. Giữ phanh tự động thì chiếc xe này làm việc ngay cả khi mà đỗ ở trên một con dốc cực kỳ gắt.
hệ thống giữ phanh vẫn tự động vẫn làm việc bình thường. Khi mà chúng ta di chuyển trong phố chẳng hạn, với những cái chỗ đèn xanh đèn đỏ mà quá lâu, chúng ta muốn được cái chân chúng ta được nghỉ ngơi, được thư giãn, thì hệ thống giữ phanh tự động nó sẽ phát huy chủ yếu trong những tình huống như vậy. Còn khi mà chúng ta đi địa hình, những con dốc rất là khủng khiếp, thì tốt nhất là chúng ta nên chủ động hoàn toàn. Và bây giờ là đến cái phần di chuyển vào một cái địa hình gập ghềnh để thử cái độ cứng vững của thân xe. Ngoài ra thì thử cả cái tính năng gọi là kiểm soát lực kéo. Ngay khi mà hệ thống phát hiện thấy là một bánh bị trượt, bị quay tít, thì nó sẽ phanh cái bánh đó lại và truyền lực kéo sang bánh bên kia, giúp chúng ta vượt qua chướng ngại vật một cách dễ dàng. Và đây là một cái góc nghiêng. Góc nghiêng này thì cũng vừa phải thôi, không có gì gọi là thử thách, nhưng mà một lần nữa lại thử thách hệ thống chống trượt. Nó làm việc rất hiệu quả, có thể nói là như vậy. Như vậy khi mà chúng ta di chuyển trên đường, đi dã ngoại đường trơn chẳng hạn, thì rõ ràng đây là một hệ thống mà phát huy cái công dụng vô cùng hiệu quả. Và bây giờ đó chính là một trong những cái ưu điểm nổi trội của Xpander 2022 so với các đối thủ trong phân khúc, đó chính là độ cao gầm. Vâng, đây chúng ta có thể thấy là chướng ngại vật này cao 20cm, găng tay của tôi là 21cm. 20cm có nghĩa là tương đương với gần 4 viên gạch. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem. Các dòng xe đối thủ trong phân khúc này thường là có độ cao gầm khoảng 20cm thì nó sẽ bị kịch. Và chiếc xe này là 22,5cm, có nghĩa là 225mm. Chúng ta sẽ thoải mái hơn khi mà di chuyển vào đường ngập nước, hoặc là những cái chỗ mà có những hố sâu, hoặc là có những cái tảng đá hộc khi mà di chuyển trên đường chẳng hạn, thì đây chính là điều kiện thuận lợi. Thực sự yên tâm. Với một cái, đây tôi đang đứng ở giữa một giữa cái chướng ngại vật đây. Nó cao 20cm và nó đang nằm ở giữa gầm xe. Rồi, rất thoải mái. Và yếu tố cuối cùng mà chúng tôi trải nghiệm trong chương trình ngày hôm nay, đó chính là về tầm quan sát. Chúng tôi cảm nhận thấy là tầm quan sát của chiếc xe này, thứ nhất là ở hai bên trụ A được thiết kế rất tinh tế. Gương đặt ở trên cánh cửa, tầm quan sát hai bên góc chữ A vô cùng thoáng. Và tiếp đó là tư thế người ngồi cao, tầm quan sát phía trước rất tốt. Ví dụ ở phía trước là những người đi bộ, ngoài cùng bên tay phải là một em bé cao khoảng 1m. Bây giờ chúng ta sẽ thử tiến đến gần, đến sát, chúng ta có thể quan sát thấy không? Vẫn nhìn thấy em bé, và dĩ nhiên người lớn thì chúng ta quan sát thấy rồi. Tầm quan sát của Xpander tốt hơn so với một số dòng xe đối thủ trong phân khúc. Như vậy là chúng ta vừa mới cùng nhau trải nghiệm chiếc xe Mitsubishi Xpander phiên bản mới 2022. Tổng kết lại chương trình thì đây là một phiên bản mà có những cái cải tiến vượt bậc cả về mặt thiết kế, tiện nghi và tính năng vận hành. Và mặc dù giá bán thì có thay đổi nhẹ so với trước, nhưng mà chúng tôi đánh giá rằng với tất cả những cái thay đổi vừa rồi thì Xpander 2022 trở thành một chiếc xe vô cùng hấp dẫn trong tầm giá, trong phân khúc xe đa dụng 7 chỗ cỡ nhỏ tại Việt Nam. Và dĩ nhiên đó mới chỉ là ý kiến của chúng tôi. Còn ý kiến của quý vị thì sao? Chúng ta cùng nhau chia sẻ bằng cách để lại bình luận bên dưới. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Cảm ơn quý vị đã ủng hộ Tiếp Ca. Thân ái chào tạm biệt và mong được gặp quý vị trong những video tiếp theo.